sợ hãi, chỉ nhìn bảng điểm thôi đã run người trước cách học bá sỉ nhục người khác. Đây là một đoạn video ngắn chỉ quay độc chiếc bảng điểm của một trường học tại Trung Quốc mà khiến nhiều người bất ngờ. Theo đó, đây là bảng điểm tổng kết cuối kỳ lớp 9. Đứng đầu danh sách là một em học sinh. Trong các môn học như văn, kỹ thuật, chính trị, lịch sử, địa lý, hóa học, sinh học, có thể thấy em đều đạt điểm cao từ 97 trở lên. Thế nhưng, riêng môn tiếng Anh lại là con không tròn trĩnh. Tưởng đây là một điều lạ lùng, nhưng khi người ta soi tới tận cuối bảng điểm thì còn bất ngờ hơn, vì tổng điểm mà em đạt là 871, đứng thứ nhất toàn trường, và hơn bạn thứ hai, vừa vừa, đúng chỉ một điểm. What the hell? Cư dân mạng vỡ òa khi ngộ ra một điều và bình luận như sau. Học bá rất đáng sợ hơn là học bá biết khống chế điểm số. Đi thi mà không điểm là nó phải ngang với mắc điểm, vì người ta biết hết đáp án đúng mới chọn sai, chứ bình thường không thể không được, vì trắc nghiệm còn hên xui nữa mà. Đây là chấp hẳn một môn mà vẫn đứng nhất, quá bá đạo rồi. Cuối kỳ chắc người ta chỉ cần nộp bằng IELTS 8.0 là đủ điều kiện, nên đi ngủ từ giờ đến hết kỳ, không cần thi. Các bạn nghĩ sao về học bá này? Chứ tôi là tưởng tượng đến vẻ ưu tư của giáo viên tiếng Anh cùng nét trương hừng của nhân vật đứng thứ hai kia rồi đấy. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi Tám TV, đồng hành cùng kênh để cập nhật những câu chuyện thú vị nhé.